Bà Long và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Theo một cuộc nghiên cứu, sống trong một khu phố đầy cây xanh có thể giảm gấp đôi rủi ro bệnh tim, bệnh tiểu đường và một số loại bệnh ung thư. Quận Cam, một người đàn ông ở Mission VA Hall đã bị bắt vì liên quan đến một số vụ cướp ngân hàng trong tuần vừa qua. Tính từ Virginia, một người đàn ông gốc Việt hành hung gây thương tích, được vô tội vì mất trí. Nghi can sát nhân bị truy nã, bỗng rơi xuống từ trần của mái nhà ở Tennessee. Các viên chức ở quận Cam xin Bộ trưởng Tư pháp tiêu bang cách chức ông Andrew đổ nếu ông không tự nguyện từ chức treo đầu dê bán thịt chó, một công ty hải sản ở Mississippi bồi thường 1 triệu đô la. Các thành phố ở Hoa Kỳ đang phun hóa chất khắp thành phố để ứng phó với sự gia tăng của một số căn bệnh do mũi, một hành động chưa từng có. Đoạn phim mới ngày 6 tháng 1 cho thấy Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong khi được di tản chạy ra khỏi Hạ viện gọi cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ thù của nước Mỹ. Texas xóa 1 triệu người khỏi danh sách cử tri tiểu bang. Đảng Dân Chủ đang cố gắng vận động ở Georgia. Tổ chức môi trường Hoa Kỳ yêu cầu điều tra ông Robert Francis Kennedy Jr. vì đã cứa đầu cá voi sau khi gia nhập nhóm tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Cựu thuyền trưởng Bayesian đã lên tiếng về thảm họa của du thuyền khiến 7 người thiệt mạng khi ông đưa ra giả thuyết về vụ chìm tàu. Tổng thống Pháp Macron năm 2018 đã đề nghị CEO của Telegram dọn trụ sở công ty tới Paris lệnh bắt giữ giám đốc điều hành Taylor do Pháp ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tình báo Hoa Kỳ cho biết, Ukraine có ý định chiếm giữ lãnh thổ của Nga. Thái Lan gia tăng quản lý hàng Trung Quốc khi đồ nhập cảng giá rẻ làm đảo lộn nền kinh tế. Từ Việt Nam, ca sĩ người Mỹ gốc Việt B-Ray xin lỗi vì câu nói từ năm 2016 rằng thủ đô giờ về Sài Gòn. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, theo một cuộc nghiên cứu, sống trong một khu phố đầy cây xanh có thể giảm gấp đôi rủi ro bệnh tim, bệnh tiểu đường và một số loại bệnh ung thư. Sống trong một khu vực có đầy cây xanh có thể có lợi cho tim như tập thể dục thường xuyên, nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Louisville đã có một cuộc thử nghiệm theo dõi hàng trăm người sống tại 6 nơi có thu nhập thấp đến thu nhập trung bình ở miền nam của Louisville, Kentucky. Kết quả từ nghiên cứu HEAL của dự án Green Heart Louisville được công bố ngày thứ ba cho thấy những người sống trong các khu vực có số lượng cây xanh và những bụi cây cao gấp đôi sẽ có mức độ đánh dấu trong máu liên quan đến bệnh tim, tiểu đường và một số loại bệnh ung thư thấp hơn so với những người sống trong những khu vực có ít cây xanh hơn. Chúng tôi đang cố gắng xem liệu chúng tôi có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh tim trong cộng đồng hay không. Aruni Barnacar, giáo sư y khoa tại Đại học Louisville đứng đầu cho biết, hầu hết các nghiên cứu trước đây cho thấy ảnh hưởng của thiên nhiên đối với sức khỏe tinh thần và thể chất đều mang tính quan sát và không thể trả lời liệu những người sống trong cộng đồng có cây xanh nhiều có khỏe mạnh hơn vì họ giàu có hơn và có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn hay không. Các nhà nghiên cứu của SEAL đã thu thập mẫu máu, nước tiểu, móng tay, tóc cũng như dữ liệu về sức khỏe từ mỗi người trước khi họ bắt đầu. Sau đó, từ năm 2019 tới năm 2022, họ đã trồng gần 8.500 cây xanh thường, 630 cây xanh rụng lá, loại cây thường rụng lá vào mùa thu và 45 loại bụi cây khác nhau ở một số khu vực trong phạm vi nghiên cứu dài 4 dặm. Vào năm ngoái và năm nay, họ đã lấy các mẫu mới từ cư dân sống ở cả hai khu vực. Những người sống trong khu vực cây xanh mới trồng có mức protein phản ứng C nhạy cảm cao thấp hơn 13%, một dấu hiệu trong máu liên quan đến bệnh tim bao gồm độc quỷ, bệnh động mạch vành và đau tim. Hanaga cho biết sự sụt giảm này tương tự khi bắt đầu một thói quen tập thể dục thường xuyên. Tôi không ngờ phản ứng sinh học mạnh mẽ như vậy và điều đó cho thấy có thể có điều gì đó thực sự là nguyên nhân ở đây và cách cây xanh ảnh hưởng đến sức khỏe. Peter James giám đốc trung tâm sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại đại học california trường y khoa davis người không tham gia vào nghiên cứu đã cho biết cuộc nghiên cứu giúp cho các nhà quy hoạch đô thị biết rằng thông điệp chính ở đây là thiên nhiên không phải là tiện nghi không gian xanh không phải là đặc quyền dành cho người giàu chúng rất cần thiết với chúng ta với tư cách là con người James cho biết Quận Cam, một người đàn ông ở Mission Viejo đã bị bắt vì liên quan đến một số vụ cướp ngân hàng trong tuần vừa qua. Jay Lewis, 30 tuổi, đã bị bắt trước đó về tội cướp ngân hàng tại Ngân hàng US Bank ở Anaheim. Cảnh sát cho biết vào tháng 7, các điều tra viên cảnh sát của quận Cam đã bắt đầu điều tra hai vụ cướp ngân hàng riêng biệt xảy ra ở Mission Viejo và La Jira Ranch. Theo cảnh sát, một vụ cướp ngân hàng khác đã được báo cáo vào ngày 8 tháng 8 tại La Jira Ranch. Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, điều tra viên phát hiện Lewis là nghi phạm của các vụ cướp được báo cáo cũng như một vụ cướp ngân hàng bất thành khác xảy ra ở La Jolla Ranch vào ngày 7 tháng 8. Lewis bị bắt vào ngày 23 tháng 8 khi đang cố gắng cướp một ngân hàng khác ở Anaheim. Ông ta bị giam giữ tại nhà tù của Orange County vì tội cố gắng cướp trong khi chờ các cáo buộc bổ sung. Các điều tra viên tin rằng Lewis có thể tham gia vào nhiều vụ cướp ngân hàng lớn hơn nữa trên khắp quận Cam và khu vực rộng lớn hơn. Cư dân có những tin tức yêu cầu gọi đến OCSD theo số điện thoại 714-647-7000. Tính từ Virginia, một người đàn ông gốc Việt hành hung gây thương tích, được vô tội vì mất trí. Một người đàn ông ở West Virginia đã tấn công các nhân viên tại văn phòng quận dân biểu Hoa Kỳ Gary Connolly bằng gãy bóng chày đã được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí vào ngày thứ hai. Một thẩm phán của quận Fairfax đã chấp nhận lời biện hộ của Xuân Kha Trần Phạm, 50 tuổi, ở Fairfax về các tội danh bao gồm cố ý gây thương tích và tấn công. Ông Phạm bị bắt và bị truy tố hồi tháng 5 năm 2023 sau vụ tấn công. Hai nhân viên bị thương bao gồm một thực tập sinh đang làm việc vào ngày đầu tiên. Thực tập sinh bị đánh vào xương sườn và nhân viên kia bị đánh nhiều lần vào đầu. Dân biểu Connolly, một đảng viên đảng Dân Chủ đại diện cho một số khu vực của West Virginia cho biết, ông Phạm đến đó với ý định sát hại ông luật sư bào chữa của ông phạm là don bidorak nói với đài truyền hình rằng ông phạm đã mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trong nhiều thập niên mà không được dùng thuốc đúng cách vào thời điểm xảy ra vụ tấn công thật không may anh ấy bị ảo tưởng về các âm mưu của chính phủ và nhiều thứ khác nữa và anh ấy đã đến nhiều cơ quan chính phủ để tìm kiếm sự giúp đỡ vì anh ấy tin rằng chính phủ đang giam giữ anh ấy và nhiều thứ khác nữa bidorak đã nói ông phạm hiện đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị trong một tuyên bố bằng văn bản, dân biểu Connolly cho biết ông hy vọng ông Phạm sẽ được điều trị theo nhu cầu để ông ấy không làm hại bất cứ ai khác hoặc là chính mình. Ông cho biết vụ tấn công cho thấy hậu quả của lời lẽ chính trị kích động thường xuyên được quá nhiều người thể hiện. Lời nói thù hận và lời kêu gọi bạo lực không bao giờ được chấp nhận và luôn bị lên án, ông viết. Việc không cư xử lịch sự và tôn trọng sự khác biệt của chúng ta sẽ chỉ dẫn đến nhiều sự rắc rối hơn như chúng ta đã trải qua vào tháng 5 năm 2023. Nghi can sát nhân bị truy nã bỗng rơi xuống từ trần của mái nhà ở Tennessee một kẻ đào tẩu bị truy nã liên quan đến vụ nổ súng gây chết người xảy ra tại Tennessee trong năm nay đã bị bắt giữ vào ngày thứ Hai, ngày 26 tháng 8, sau khi té xuống từ nóc một ngôi nhà ở Memphis, nơi nghi can đang lẫn trốn. Các nhà chức trách liên bang cho biết, NBC đưa tin. Dirio Wilkerson, 20 tuổi, không bị thương và bị bắt giữ mà không xảy ra xô xát, với các tội trạng giết người cấp độ 1 và sử dụng vũ khí gây chết người một cách nguy hiểm và liều mạng, liên quan đến vụ sát hại Troy Cunningham xảy ra ở vùng đông bắc trung tâm thành phố Memphis vào ngày 2 tháng 4. Cơ quan Cảnh sát Tư pháp USMS đã cho biết trong một thông cáo báo chí, một lực lượng đặc nhiệm thuộc USMS lần theo dấu vết của Wilkerson nơi nghi can ẩn mình trốn trong căn gác xếp, thông báo cho biết Wilkerson là một trong ba nghi can được nhận dạng trong vụ sát hại Cunningham, được văn phòng biện lý quận Shelby cho biết xảy ra sau khi các nghi can đã đoạt súng của Cunningham và bắn nạn nhân. Cunningham đã bị bắn vào đầu sau khi cố gắng chạy trốn, văn phòng công tố cho biết trong một thông cáo báo chí. Hai nghi can khác cũng đã bị bắt giữ và bị buộc tội. Văn phòng công tố cho hay trác bắt giữ Wilkerson được ban hành vào tháng 5. Vào ngày thứ ba, vẫn chưa rõ liệu nghi can có luật sư hay không. Hồ sơ tòa án không nêu danh luật sư đại diện cho nghi can. Các viên chức ở quận Cam xin Bộ trưởng Tư pháp tiêu bang cách chức ông Andrew Đỗ nếu ông không tự nguyện từ chức. Các viên chức công của quận Cam tiếp tục kêu gọi giám sát viên quận Cam Andrew đổ từ chức sau khi có báo cáo về một tổ chức từ thiện tuyển dụng con gái ông đã sử dụng sai mục đích hàng triệu đô la tiền thuế, cho phép cô Rhiannon đổ và những người khác mua những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la. Vụ kiện của quận Cam chống lại hội viết America Society và các giám đốc điều hành của tổ chức này vẫn đang diễn ra, nhưng có thể bị truy tố hình sự với các đặc vụ liên bang đã đột kích nhiều ngôi nhà vào tuần trước. Khi quá trình pháp lý diễn ra, các giám sát viên khác của quận Cam đang yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta cách chức ông Andrew Đỗ nếu ông không tự nguyện từ chức. Các giám sát viên Katrina Foley và Vicente Samiento đã công khai bài tỏ sự ủng hộ đối với giải pháp ông Andrew Đỗ từ chức hoặc bị sa thải. Mặc dù Samiento đã lưu ý với Chip York của KTOA rằng Chúng tôi thực sự bị hạn chế trong những gì chúng tôi có thể làm với một đồng nghiệp. Tôi muốn chuyển sang chỉ trích, đó là sự lên án công khai đối với những hành động mà ông ta đã thực hiện. Foley nói thêm rằng cuộc tranh cãi này làm luôn mờ khả năng thực hiện công việc của chúng tôi, đặc biệt là vì ông Andrew Đổ không xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại với công việc của quận. Chủ tịch hội đồng giám sát Don Wagner cho biết, hội đồng sẽ bỏ phiếu về việc loại giám sát viên Andrew Đổ khỏi mọi nhiệm vụ của ủy ban chủ tịch hội đồng. Theo LAT đưa tin, cuộc bỏ phiếu đó sẽ được diễn ra trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tôi mong đợi sự chấp thuận đồng thuận khi vấn đề này được đưa ra vào đầu tháng tới, Wagner cho biết trong một tuyên bố gửi cho LAT. Tất nhiên tôi biết về những lời kêu gọi giám sát viên Andrew đổ từ chức khỏi hội đồng và mong đợi ông nghiêm túc xem xét tương lai của mình trong cơ quan được bầu này, đặc biệt là vì lợi ích của người dân địa hạt một của quận Cam. Ông Andrew Đỗ không trả lời yêu cầu bình luận của LAT, Orange County Register và những bên khác. Treo đầu dê bán thịt chó, một công ty hải sản ở Mississippi bồi thường 1 triệu đô la. Một hãng phân phối hải sản ở Mississippi và hai nhà quản lý nhận tội vào ngày thứ Ba 27 tháng 8 vì đồng lõa trong âm mưu dán nhãn sai loại hải sản, cũng như hành vi gian lận chuyển khoản nhà bank bằng cách lừa đảo khi chào hàng cá địa phương đắt đỏ, nhưng thực chất là cá nhập cản đông lạnh. Các nhà chức trách cho biết được ABC đưa tin. Holiday Poultry and Seafood Inc. QPS, công ty buôn bán hải sản lớn nhất tại vùng Duyên Hải của Vịnh Mississippi, đã đồng ý bồi thường 1 triệu đô la và trả 150.000 đô la tiền phạt, Bộ Tư pháp cho biết. Giám đốc thị trường của công ty Todd Rossetti và giám đốc kinh doanh James W. Gunkel, cả hai đều đến từ Ocean Spring, Mississippi, cũng nhận tội gián nhãn hải sản sai trái. Diễn biến ngày thứ ba là tình tiết mới nhất trong vụ án liên quan đến Mary Mahoney's Old French House, một nhà hàng danh tiếng tại vùng duyên hải của vùng vịnh Mississippi, tọa lạc ở Pelosi. Vào tháng 5, nhà hàng nhận tội đồng lõa, dán nhãn hải sản sai trái và gian lận chuyển khoản nhà bank. Một viên chức đồng sở hữu quản lý nhà hàng Mary Mahoney, Anthony Charles Vitanovic, cũng đã nhận tội dán nhãn hải sản sai trái. Bộ Tư pháp cho biết vào ngày thứ Ba rằng QPS thừa nhận hành vi thông đồng trong âm mưu đánh tráo hải sản từ năm 2002 tới tháng 11 năm 2019. Một bản cáo trạng đã tố cáo QPS chào hàng và bán cá có nguồn gốc ngoại quốc cho các nhà hàng nhằm thay thế cho cá có nguồn gốc địa phương, được các nhà hàng quảng cáo trên thực đơn. Bộ Tư pháp cho biết QPS cũng đã dán nhãn sai trái các mặt hàng nhập cảng mà họ bán cho khách hàng tại cửa hàng bán lẻ và tiệm ăn. QBS và giới chức công ty rắp tâm thông đồng với những người khác để gian lận hơn một thập niên qua, ngay cả khi họ biết được rằng họ đang nằm trong tầm ngắm điều tra của liên bang. Todd Kim, phụ tá bộ trưởng thuộc đơn vị môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên trực thuộc Bộ Tiêu pháp cho biết. Todd Key, biện lý Hoa Kỳ tại khu vực miền Nam Mississippi cho biết, việc quảng cáo sai sự thật về các nhập cản làm sản lượng đánh bắt hải sản tại địa phương tại khu vực duyên hải vùng vịnh đã bị giảm giá trị hành vi gian lận dán nhãn sản phẩm sai trái gây tổn hại đến toàn bộ thị trường hải sản địa phương và lừa đảo thực khách họ đã dốc hầu bao để thưởng thức hải sản địa phương cao cấp nhưng hóa ra không phải vậy ghi đã cho biết Mary Mahoney thừa nhận rằng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 11 năm 2019, nhờ gian lận mà họ bán được khoảng 58.750 pound là khoảng 26 tấn 6 hải sản, không phải là loại được ghi trong thực đơn, nhưng lại quảng cáo đó là cá cao cấp của địa phương. QPS là đơn vị cung ứng hải sản cho Mary Mahoney cũng như các nhà hàng bán lẻ khác. Mary Mahonis và Svitanovic sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng 11, theo hồ sơ tòa án. Còn QPS, Rossetti và Gunco sẽ bị tuyên án vào ngày 11 tháng 12 sắp tới. Các thành phố ở Hoa Kỳ đang phun hóa chất khắp thành phố để ứng phó với sự gia tăng của một số căn bệnh do mũi, một hành động chưa từng có. Massachusetts, New York, Texas và California là một trong những tiểu bang đã khai triển thuốc trừ sâu để xua đuổi các loại côn trùng gây bệnh ngày càng gia tăng. Quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt những căn bệnh do mũi truyền đang hoành hành khắp nước Mỹ, bao gồm cả virus West Nile, Triple E, đây là một căn bệnh gây sưng não, đã làm chết hai người ở Hoa Kỳ trong năm nay, và một căn bệnh sốt được lây truyền từ con lười sang mũi. Các nhà chức trách đang phải phun thuốc vào ban đêm để giảm bớt việc người dân tiếp xúc với hóa chất, có thể gây hại khi hít vào hoặc nuốt phải, nhưng liều lượng rất thấp. Các khu vực khác cũng đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt không kém, bao gồm áp dụng lệnh giới nghiêm để hạn chế người dân bị mũi chích. Các trung tâm y tế công cộng sẽ phun thuốc trừ sâu ở nhiều thành phố của bốn tiểu bang để ngăn chặn sự lây lan của các căn bệnh chết người do mũi chích. Một số người Mỹ đã tử vong vì các bệnh do mũi chích trong năm nay, bao gồm một người đàn ông ở New Hampshire đã tử vong vì EEE vào đầu tháng này. Đây là trường hợp đầu tiên ở người tại tiểu bang này trong 10 năm. Tại Massachusetts, các thị trấn ở phía nam quận Worcester và quận Plymouth đã có biện pháp mạnh mẽ để chống lại căn bệnh do mũi truyền trong tháng này sau khi một người đàn ông 80 tuổi ở quận Worcester mắc bệnh EEE, trường hợp mắc bệnh ở người đầu tiên của tiểu bang kể từ năm 2020. EEE là loại virus hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, lây lan sang người qua vết mũi chích. Nó gây sưng não và khoảng 30% số người bị nhiễm bệnh không qua khỏi. Để hạn chế sự lây lan của virus này, Trung tâm Y tế Công cộng Massachusetts sẽ phun thuốc trừ sâu Anvil 10 Plus 10 từ xe tải và phi cơ qua đêm, bắt đầu ngay sau khi chạm vạn và kết thúc vào sáng sớm. Ngoài việc phun thuốc trừ sâu, các nhà chức trách ở Oxford, Massachusetts đã ban hành lệnh giới nghiêm tự nguyện, yêu cầu người dân ở trong nhà sau 6 giờ tối để tránh mùi chích. Trong khi đó, thì thành phố New York, Arlington và San Jose đã phải chiến đấu với một căn bệnh khác là West Nile. WNV là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh do mũi chích ở lục địa Hoa Kỳ. Trong hầu hết các trường hợp, virus không gây ra triệu chứng hoặc triệu chứng giống như cúm nhẹ, nhưng có khoảng 1 trong 150 trường hợp trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, gây sưng não, màng bao quanh não hoặc tủy sống. Các thành phố sử dụng xe tải và phi cơ để phun thuốc trừ sâu diệt mũi ở những khu vực có nguy cơ mắc bệnh cao tại New York đã có 6 trường hợp mắc bệnh virus West Nile nghiêm trọng, không có trường hợp nào tử vong, nhưng thành phố cũng đã phun thuốc trừ sâu ở một số khu vực của Manhattan và Brooklyn. Ở Texas, báo cáo 37 trường hợp bị nhiễm virus West Nile vào năm 2024, nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác. Một trong những trường hợp này đã tử vong. Gần đây, ba con mũi ở thành phố Arlington đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này khiến cho các nhà chức trách của thành phố phải lên lịch phun thuốc trừ sâu vào ban đêm tại một số địa điểm được chọn. Tại quận Santa Clara, California, một cư dân cũng đã tử vong vì virus West Nile vào đầu tháng này và một người khác đã phải nhập viện. Mũi dương tính với virus West Nile cũng đã được phát hiện ở San Jose và khu vực xung quanh. Thuốc trừ sâu được sử dụng để phun trong dịp này là Janivex E4 và Mirus 3.0, cả hai đều là thuốc diệt mũi có hiệu quả cao. Những thành phố này đều phun thuốc trừ sâu ở lượng rất thấp, nghĩa là không gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe của người dân và không phải di dời trong quá trình phun thuốc. Các nhà chức trách cũng đã lên chương trình phun thuốc vào ban đêm để mọi người ít ra ngoài vào lúc này để tránh bị tiếp xúc với các loại hóa chất. Ngoài ra thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC khuyến cáo chúng ta nên mặc quần áo rộng rãi, che phủ da, thoa thuốc chống côn trùng và lắp lưới ở cửa sổ và cửa ra vào để ngăn côn trùng xâm nhập vào bên trong nhà. Đoạn phim mới ngày 6 tháng 1 cho thấy Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong khi được di tản chạy ra khỏi Hạ viện gọi cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ thù của nước Mỹ. Đoạn phim vừa xuất hiện được quay trước, trong và sau vụ xảy ra ngày 6 tháng 1 ở Điện Capitol đã làm sáng tỏ thêm hành động của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong cuộc khủng hoảng đã chi phối sự nghiệp của bà với tư cách là Chủ tịch Hạ viện. Đoạn phim đã được Politico và CNN có được cho thấy Chủ tịch Hạ viện lúc đó đang di tản khỏi Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 đến Fort McNair ở thủ đô Washington DC. Đoạn phim này được quay bởi Alexandra Pelosi, con gái của bà Nancy Pelosi. Cô cũng là một nhà làm phim tài liệu. Cô đã có mặt bên cạnh mẹ mình trước và sau ngày 6 tháng 1. Ủy ban chọn lọc Hạ viện trước đó đã có được một số cảnh quay của cô trong cuộc điều tra ban đầu. Đoạn phim này được Ủy ban Hành chính Hạ viện do đảng Cộng hòa đứng đầu, đơn vị đang điều tra, cuộc điều tra thu được. Pelosi đã phản đối việc di tản, nói với các nhân viên an ninh rằng tôi không ủng hộ điều này và tập trung vào việc hoàn tất các thủ tục của đại cử tri đoàn để xác nhận phiếu thắng cử tổng thống trong bầu cử 2020. Trong một khoảnh khắc, Pelosi đã nói với chánh văn phòng của mình, Terry McCullough, tôi cảm thấy có trách nhiệm về phản ứng chậm trễ của vệ binh quốc gia. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra ở đó và chúng tôi đáng lẽ phải chịu trách nhiệm. Thật nực cười, cựu Chủ tịch Hạ viện đã nói, thậm chí có nhiều cảnh quay hơn thực hiện vào ngày 7 tháng 1 khi bà chuyển sự chú ý của mình qua cựu Tổng thống Donald Trump. Bà Pelosi được cho là đã yêu cầu nhân viên của mình lập danh sách các thành viên nổi cá của cựu Tổng thống Donald Trump để gọi tên trong bài phát biểu sắp tới. Trong đó, bà cũng có kế hoạch gọi vị Tổng thống khi đó là kẻ thù trong nước tại Tòa Bạch Ốc. Bà Pelosi cuối cùng đã xóa bỏ cả lời gọi tên và cụm từ kẻ thù của nước Mỹ. Texas xóa một triệu người khỏi danh sách cử tri tiểu bang. Hơn một triệu người đã bị xóa khỏi danh sách cử tri ghi danh bầu cử ở Texas kể từ cuộc tổng tuyển cử vào năm 2020. Thống đốc Texas Greg Albert thuộc đảng Cộng hòa trong một tuyên bố cho biết việc xóa tên cử tri là cố gắng để bảo vệ quyền bỏ phiếu và trấn áp hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp. Những thay đổi này dẫn đến việc xóa hơn một triệu người không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri của chúng tôi trong 3 năm qua, gồm những người không có quốc tịch, những cử tri đã qua đời và những người đã dọn đi một tiểu bang khác. Tuyên bố đã ghi, bỏ phiếu bất hợp pháp ở Texas sẽ không bao giờ được dung thứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền bỏ phiếu thiên liêng của người dân Texas, đồng thời cố gắng bảo vệ các cuộc bầu cử của chúng tôi khỏi tình trạng bỏ phiếu bất hợp pháp. Khoảng một nửa số cử tri bị xóa đã qua đời, yêu cầu được xóa tên hoặc đang sống ở một số tiểu bang khác. Gần 7.000 người không có quốc tịch đã ghi danh bầu cử bất hợp pháp và khoảng 6.000 người là tội phạm bị kết tội đại hình, không được phép bỏ phiếu, theo số liệu từ văn phòng thống đốc. Khoảng 463.000 người hiện đang trong danh sách bị ngưng do không điền được những mẫu chứng nhận theo yêu cầu cố gắng xóa tên cử tri trong danh sách ghi danh bầu cử nằm trong gói hạn chế bỏ phiếu toàn diện mà cơ quan lập pháp của Texas thông qua sau bầu cử tổng thống năm 2020. Vào thời điểm đó, thì ông Abbott cho biết luật sẽ giúp dễ dàng bỏ phiếu hơn và khó gian lận hơn tại Texas, Giới chỉ trích cho rằng luật ảnh hưởng không cân xứng đến các cử tri da màu và các cử tri khuyết tật. Theo văn phòng thống đốc, trong số gần 6.500 người không có quốc tịch bị xóa khỏi danh sách cử tri trong đó có khoảng 1.930 người có lịch sử đã bỏ phiếu. Những trường hợp đó sẽ được chuyển đến văn phòng tổng biện lý để có thể truy tố tội đại hình. Đảng Dân Chủ đang cố gắng vận động ở Georgia Thư nghị sĩ đảng Dân Chủ rafael Warnock, người giành chiến thắng tại Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020 và một lần nữa vào năm 2022, đã nói chuyện với Kamala Harris rằng ông hoàn toàn ủng hộ việc giúp bà đánh bại cựu tổng thống Donald Trump vào mùa thu năm nay, nhưng ông cảnh báo rằng điều đó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã xây dựng một kiến trúc để giành chiến thắng, Ông nói với một nhóm ký giả ở Chicago trong đại hội đảng Dân Chủ vào tuần trước, tôi nghĩ chúng ta có thể đưa Georgia vào ủng hộ Harris Walls. Tôi sẽ không giả vờ rằng đó là một điều dễ dàng làm, nhưng chúng ta có thể làm được hay không. Tôi hoàn toàn tin rằng có thể. Georgia sẽ là tâm điểm trong tuần này khi bà Harris và người bạn đồng hành tranh cử, ông Tim Ward, bắt đầu chuyến vận động mặt xe bus cùng nhau trong tiểu bang từ ngày hôm nay, ngày thứ Tư, và sẽ kết thúc tại khu vực Savannah với một cuộc vận động riêng của bà Harris vào ngày thứ Năm. Cùng ngày, thì bà Harris và Howard sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn chung trên truyền hình, cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Harris kể từ khi bà trở thành ứng viên của đảng. Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng tại Georgia với cách biệt khoảng 11.800 phiếu. Tổ chức môi trường Hoa Kỳ yêu cầu điều tra ông Robert Francis Kennedy Jr. vì đã cứa đầu cá voi sau khi gia nhập nhóm tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Một tổ chức bảo vệ môi trường kêu gọi một cơ quan liên bang điều tra ông Robert Francis Kennedy Jr. bị tố cáo từng sử dụng máy cưa để cứa đầu sát một con cá voi, sau đó chất đầu cá lên nóc xe van rồi chở qua ranh giới tiểu bang cách đây khoảng 3 thập niên. Lúc đó ông 40 tuổi, theo ABC. Vào ngày thứ Hai 26 tháng 8, Trung tâm Hành động vì Đa dạng Sinh học, một tổ chức bất vụ lợi, viết một lá thư gửi cho các giám đốc của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia NOAA, yêu cầu họ điều tra Kennedy vì những hành động của ông được con gái của ông là Kit Kennedy kể lại với Town and Country trong một buổi phỏng vấn vào năm 2012. Trong tuần này, các tờ báo lá cải lại bới móc câu chuyện khi bàn tán về cuộc hẹn hò của Kit Kennedy xác con cá voi đã dạt vào đảo Swar tại khu vực cảng Hyannis, Massachusetts, theo bản tin của Town and Country. Bobby, một người thích nghiên cứu hộp sọ và bộ xương động vật, cầm một cây cưa máy chạy xuống bãi biển, cứ đầu con cá voi, rồi lấy dây cao su buộc nó vô nóc xe minivan trong chuyến đi kéo dài 5 tiếng đồng hồ trên đường trở về Mount Kisco, New York, theo bài báo. Phát ngôn viên của Kennedy không trả lời yêu cầu bình luận. Keith Kennedy nói với Town and Country, mỗi lần chúng tôi nhấn ga trên đường xa lộ, nước từ con cá voi văng xuống cửa sổ trong xe và đó là thứ kinh tởm nhất trên đời. Mọi người lấy bịch ni lông trùm lên đầu, chỉ khoét một lỗ ngay miệng. Người đi đường thì chỉ chọn chúng tôi, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Robert Francis Kennedy Jr. đã tuyên bố tạm ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên độc lập vào tuần trước và ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Sau đó, thì chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống thông báo rằng ông Kennedy sẽ là một trong những người trong nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống khi cựu tổng thống đắc cử. Trong bức thư gửi cho NOAA, Brad Hart, giám đốc chính trị quốc gia tại Trung tâm Hành động vì đa dạng sinh học lập luận rằng Kennedy từng là luật sư môi trường, vi phạm đạo luật bảo vệ động vật có vú đại dương và có thể còn dính líu đến đạo luật về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cựu thuyền trưởng Bayesian đã lên tiếng về thảm họa của du thuyền khiến 7 người thiệt mạng khi ông đưa ra giả thuyết về vụ chìm tàu. Stephen Edwards, người từng là thuyền trưởng của con tàu từ năm 2015 đến năm 2020, đã chia sẻ lý thuyết của mình về những hạn chế của du thuyền có thể đang góp phần khiến cho nó bị chìm trong cơn bão. Khi các nhà điều tra tìm cách làm sáng tỏ điều gì đã xảy ra vào buổi sáng định mệnh đó, viết trên trang web Scudderbird vào ngày hôm qua, ông cho biết chắc chắn 100% rằng thân tàu sẽ không bị mở vào ban đêm đồng thời nói thêm rằng không có cửa sổ hay cửa sổ tròn nào có thể mở được trên tàu. Trong khi tránh góp phần vào những đồn đoán vô căn cứ xung quanh vụ việc, ông bảo đảm rằng con tàu được thiết kế chắc chắn và có thể đi biển. Theo tôi được biết, nó được bảo dưỡng tốt. Nghiêng tàu hơn 45 độ có thể dẫn đến ngập lụt và tổn thất sau đó nếu không thể kiểm soát được tình trạng ngập lụt và thời tiết có thể tạo ra những tình huống xấu nếu chúng ta không có nhiều thời gian để phản ứng, vị cựu thuyền trưởng đã viết trong một bài đăng. Vì vậy, trừ khi van thông hơi được đóng lại, khi hệ thống HVAC và máy phát điện đang chạy, chúng sẽ không được đóng lại vì chúng cần phải mở để làm điều đó. Tàu sẽ bắt đầu ngập nhanh chóng nếu nghiêng nhiều hơn góc ngập nước xuống. Ông nói thêm rằng, Thời tiết xấu có thể tạo ra những hoàn cảnh xấu và có thể xảy ra với rất ít cảnh báo và việc này khó có thể chuẩn bị khiến cho phi hành đoàn có rất ít thời gian để phản ứng. Ông nói thêm rằng tàu bayesian chỉ có một cửa vỏ ở thân tàu, lưu ý rằng nó chỉ có thể được mở trong điều kiện thời tiết lặng gió, nghĩa là nó chắc chắn sẽ không mở vào ban đêm. Ông Edward cũng lưu ý rằng cây cục bườm và dàn khoang gặp phải những thách thức về mặt cấu trúc trong quá trình chế tạo và sử dụng lâu dài. Nhưng cuối cùng thì đây là một dàn khoang chắc chắn và được kiểm soát tốt, hoạt động tốt trong giới hạn của thiết kế. Ông cho biết con tàu được giao kèm một bộ khuyến nghị về sơ đồ bườm cho phép tàu di chuyển trong giới hạn cấu trúc của dàn khoang và giới hạn nghiêng của thân tàu đối với nhiều loại gió khác nhau. Ông kết luận các nhà điều tra sẽ cần phải xác định lý do tại sao con tàu lại đưa ra khỏi phạm vi hoạt động của nó và tôi tin rằng họ sẽ làm được điều đó. Tổng thống Pháp Macron năm 2018 đã đề nghị CEO của Telegram dọn trụ sở công ty tới Paris. Lệnh bắt giữ giám đốc điều hành Telegram do Pháp ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào ngày thứ Tư trích dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết theo báo cáo, thì Tổng thống Pháp Macron đã đưa ra lời đề nghị đối với Durov trong một bữa ăn trưa riêng tư vào năm 2018. Tuy nhiên, CEO này đã từ chối đề nghị. Các nguồn tin cũng cho biết rằng vào năm 2017, các điệp viên của Pháp đã thiết lập một hành động chung với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có tên là Purple Music, trong đó họ đã hát iPhone của Durov Hành động này được tiến hành vì các cơ quan an ninh Pháp lo ngại về việc nhà nước Hồi giáo sử dụng Telegram để tuyển dụng các điệp viên mới. Tuy nhiên, cả Pháp và UAE đều đã cấp quyền công dân cho Durov vào năm 2021. CEO của Telegram đã bị bắt ở Pháp vào cuối tuần sau cuộc điều tra do Văn phòng Công tố tiến hành vào ngày 8 tháng 7 năm 2024. Tòa án tư pháp Paris đã buộc tội Durov 12 tội danh hình sự lệnh bắt giữ đối với tổng giám đốc điều hành Telegram Messenger Pavel Durov và người anh trai đồng sáng lập Nikolai đã được chính quyền Pháp ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, theo báo cáo của Politico đưa tin vào ngày thứ Tư, trích dẫn một tài liệu hành chính của Pháp mà họ có được. Theo hãng truyền thông này, các tài liệu cho thấy cuộc điều tra bí mật đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với những gì được biết. Trong các tài liệu có ghi rằng nền tảng truyền thông xã hội này không trả lời khi được yêu cầu xác định danh tính của một người dùng Telegram. Hơn nữa, có ghi rằng sự cộng tác của Telegram với chính quyền Pháp và châu Âu trong nhiều trường hợp là gần như không tồn tại. Ông Durov đã được ra khỏi nhà tù và sẽ ra tòa trong tuần này. Tin báo Hoa Kỳ cho biết, Ukraine có ý định chiếm giữ lãnh thổ của Nga. Phó giám đốc CIA David Cohen đã nói vào ngày 28 tháng 8 tại một hội nghị ngành an ninh quốc gia rằng vẫn chưa rõ về mức độ của cuộc xâm nhập của Ukraine, vốn đã tràn qua khoảng 777 cây số vuông của Nga lực lượng Ukraine đã đột kích qua biên giới phía Tây của Nga vào Kursk ngày 6 tháng 8 trong một cuộc tấn công bất ngờ và hiện vẫn đang tiếp diễn. Trong khi Ukraine tuyên bố không có ý định xác nhập khu vực đã chiếm được, nhưng theo lời của ông Cohen cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tình báo và An ninh Quốc gia, quân đội Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và có vẻ như họ có ý định giữ lại một phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian chúng ta có thể chắc chắn rằng ông Putin đã phản công để cố gắng giành lại lãnh thổ đó, ông Cohen cho biết. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với người Nga. Theo phó giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ, ông Putin phải đối mặt với những phản ứng dữ dội trong xã hội của chính mình. Về việc mất lãnh thổ của Nga, Ukraine đã tuyên bố chiếm được 100 khu định cư trong cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến lên ở khu vực Donetsk, ở phía đông của Ukraine. Vào ngày 27 tháng 8, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết một cuộc chiến với Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Ukraine phải ở vị thế vững chắc và ông sẽ trình bày một kế hoạch cho tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng của tổng thống Biden. Tổng thống Nga Putin cho biết, bất cứ thỏa thuận nào cũng cần được bắt đầu bằng việc Ukraine chấp nhận thực tế trên thực địa, vốn sẽ giúp Nga sở hữu phần lớn đáng kể bốn khu vực của Ukraine cũng như Crimea. Hiện tại, Ukraine cho biết họ kiểm soát hơn 1.200 cây số vuông của khu vực Kursk của Nga. Thái Lan gia tăng quản lý hàng Trung Quốc khi đồ nhập cảng giá rẻ làm đảo lộn nền kinh tế. Bộ trưởng Thái Lan cho biết vào ngày 28 tháng 8 rằng Thái Lan sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thực thi nghiêm ngặt các quy định hiện hành nhằm ngăn chặn làn sóng hàng nhập cảng giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa ngành sản xuất và nền kinh tế vốn đã yếu kém. Hành động này diễn ra trong bối cảnh có cảnh báo rằng nhiều doanh nghiệp Thái Lan có thể không tồn tại được sau cái mà hiệp hội sản xuất chính gọi là cơn sóng thần hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc vốn đã góp phần khiến cho gần 2.000 nhà máy phải đóng cửa tại nền kinh tế lớn thứ hai của Đông Nam Á trong năm ngoái. Nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ du lịch và xuất cản, nhưng sẽ bị kéo tụt hậu do tình hình sản xuất yếu. Sản lượng nhà máy trong nửa đầu năm 2024 đã giảm 2,01% so với cùng kỳ của năm ngoái. Bộ trưởng Thương mại tạm quyền Pung Tem Wechai cho biết, rằng Thái Lan sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm 28 cơ quan chính phủ và họ sẽ họp hai tuần một lần để xem xét cũng như sửa đổi các quy định ngăn chặn việc phân phối hàng hóa bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hiện có một cách rộng rãi hơn, ông Bohem cho hay, đồng thời nói thêm rằng các quy định này tuân thủ các quy tắc thương mại toàn thế giới. Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, các biện pháp khác bao gồm tăng số lượng hàng hóa được kiểm soát theo luật công nghiệp và dược phẩm và tăng số lần kiểm tra container ngẫu nhiên. Vào tháng 6, thì Thái Lan đã áp dụng thuế giá trị gia tăng 7% đối với hàng nhập cảng có giá trị dưới 1.500 phát là khoảng 44 đô la. Nhưng việc công ty thương mại điện tử Trung Quốc Timu đã ra mắt tại Thái Lan vào tháng 7 làm dấy lên nỗi lo ngại mới trong các doanh nghiệp nhỏ rằng hàng hóa nhập cảng rẻ hơn sẽ tàn phá doanh nghiệp của họ. Theo ông Puham, chính phủ Thái Lan cho biết họ đang thảo luận với các đại sứ quán Trung Quốc về những lo ngại về việc tuân thủ luật thuế địa phương của Temu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok không trả lời lập tức bình luận của Reuters. Chúng tôi không phân biệt đối xử với bất cứ quốc gia nào, nhưng sẵn sàng điều chỉnh nếu các quy tắc hiện hành không thể giải quyết được những vấn đề này và mối quan tâm xã hội, ông Puham đã nói. Trên Việt Nam, ca sĩ người Mỹ gốc Việt B. Ray xin lỗi vì câu nói từ năm 2016 rằng thủ đô giờ về Sài Gòn. Một ngày sau khi bị giới dư luận viên ở Việt Nam chỉ trích, ca sĩ B. Ray vào ngày 28 tháng 8 đã lên tiếng xin lỗi trên trang riêng của mình về hành vi nông cạn và sai trái trong quá khứ. Mirai tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, 31 tuổi, là người Mỹ gốc Việt. Mới đây được công bố là một trong các huấn luyện viên của chương trình Rap Việt 2024 và sắp được phát sóng trên kênh truyền hình của Đài truyền hình thành phố. Mirai bị dư luận chỉ trích kịch liệt vì từng viết trên trang riêng của mình là thủ đô Việt Nam dời về Sài Gòn rồi nha. Ai nói phụ hồ không làm hại gì ai, xưa mà không có những người phụ hồ thì sao có ngày 30 tháng 4. Việt Kiều thành công là gốc Việt, phản động là lưu vong. Trong một bức thư được đăng trên trang riêng của mình, Mirey cho biết đã có những suy nghĩ nông nổi dẫn đến những bài viết sai lệch trong quá khứ. Bản thân Mirey ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử văn hóa Việt Nam, cùng với sự sốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Mirey là nam ca sĩ nhạc rap còn cho biết anh đã làm việc với công an ở Sài Gòn để tự nhận những việc làm sai trái trong quá khứ và có những hình thức khắc phục rõ ràng. Cuối thư, Biray Mong có cơ hội tự sửa sai, được làm việc và sống với đam mê âm nhạc của mình, phấn đấu mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn so với trước đây. Hiện chưa rõ Biray sẽ bị Sở Văn hóa Thể thao phạt như thế nào và anh có bị cấm sống trên đài truyền hình như một số nghệ sĩ có hành vi tương tự hay không. Và đặc biệt là những câu nói này xuất phát từ 8 năm trước, từ năm 2016, nhưng bị các bình luận viên bôi móc giống như các ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi gần đây. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Bảo Lộc và Hồng Loan, tôi tên là Trần Lê Phương Thảo, 63 tuổi, hiện sinh sống ở Toronto, Canada. Tôi muốn tìm một chị bạn tên là Nguyễn Thị Lan Hương đã đi Mỹ. Ngày xưa nhà chị Hương ở cư xá Đô Thành, khoảng năm 1981, Tụi mình làm chung ở cửa hàng mua bán đồ cũ ở số 497 Trần Hưng Đạo B, quận 5. Rất mong Loan Lộc cùng với quý vị khán thính giả hãy tìm bạn giúp giùm tôi. Xin hãy liên lạc với Thảo qua địa chỉ email tlpthảo146.yahoo.ca Cảm ơn quý vị và Loan Lộc thật nhiều. Mong chương trình Loan Lộc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bà Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn cô và xin được nhắc lại cô Trần Lê Phương Tảo, 63 tuổi, hiện sống tại Toronto, Canada, tìm người bạn là Nguyễn Thị Lan Hương, đã đi Mỹ. Ngày xưa cô Hương ở cư xá Đô Thành, khoảng năm 1981, làm chung ở cửa hàng mua bán đồ cũ số 497 Trần Hưng Đạo B, quận 5. Nếu như cô Hương nghe được tin này hoặc ai biết cô Hương, xin hãy gửi email cho tlpthao 146 dot ca Bà Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi chiều ngày hôm nay làm gì đẹp, black hành hoài. <laughs> Thay đổi màu sắc. À, chiều ngày hôm nay thì mình tiếp tục chương trình kể chuyện vui để hy vọng có tin vui. Kể chuyện vui. Rồi, một câu chuyện vui được giúp đỡ. à Người mẹ nói với người con. Con ơi, cái bụng của ba con á càng ngày mẹ thấy nó càng bự. Chắc hai mẹ con mình phải thay phiên nhau massage cái bụng ba mày để mà ba mày bụng xẹp lại. Không được đâu mẹ ơi, không có tác dụng đâu. Cái gì con? Tác dụng mà, mẹ thấy có tác dụng. Không có tác dụng đâu mẹ ơi. Tại vì con thấy á, mỗi lần mẹ đi làm, á, ba hay kêu chị giúp việc lên massage bụng cho ba. Mà con thấy bụng ba không có ốm, càng ngày nó càng bự thêm. <laughs> Phản tác dụng à? Phản tác dụng á Không được đâu. <laughs> thôi được rồi massage không có tác dụng Tao lấy đồ tôi lạng bớt mở nó sẽ có tác dụng hơn nghe quá bỏ lọc cái <laughs> này là tâm lý của cái người vợ nghe có câu chuyện chứ không phải lọc đâu coi <laughs> chừng nha bỏ lọc ừ ha dật đường cho hưu trài <laughs> Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.